chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức họp đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số xanh cấp tỉnh BCI, chỉ số năng lực cạnh tranh BCI, chỉ số cải cách hành chính BANDES, chỉ số về sự hài lòng của người dân CBAS và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI năm 2023. Năm 2023, chỉ số PGI của tỉnh Trà Vinh được xếp hạng 13 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 5,27 điểm và giảm 12 hạng so với năm 2022. Chỉ số BCI của tỉnh được xếp hạng thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 hạng và tăng 1,4 điểm so với năm 2022. Đối với chỉ số cải cách hành chính 3 index, tỉnh Trà Vinh đứng thứ 48 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 2 hạng và kết quả chỉ số GBAT năm 2023 đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2022. Về chỉ số 3 b tỉnh có vị trí thứ 54 trên 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 4 trên 8 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2022. Để nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số của tỉnh trong năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị Thủ trưởng các sở ngành tỉnh ra soát, phân tích đánh giá từng chỉ tiêu của các chỉ số thành phần do cơ quan mình phụ trách. Đối với các nhóm chỉ số có kết quả tăng điểm, tăng bậc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị cần tiếp tục duy trì và phát huy nâng cao chất lượng, đồng thời có kế hoạch phấn đấu tiếp tục tăng điểm, tăng bậc trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đối với nhóm các chỉ số có kết quả tăng bậc, giảm điểm và nhóm các chỉ số giảm điểm, giảm bậc cần có giải pháp tương ứng để khắc phục cải thiện từng chỉ số theo kế hoạch đã ban hành đặc biệt cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát đánh giá việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị và kịp thời phát hiện xử lý trách nhiệm đối với trường hợp tự ý đặt điều kiện gây khó khăn phiền hà hoặc có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức doanh nghiệp